Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời và chính xác được cung cấp hàng ngày. Thưa quý bà con và các bạn, hiện nay trên thị trường gạo, gạo nguyên liệu các loại về ổn định. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang giao dịch mua bán cầm chừng do giá cao, các kho chào giá gạo các loại tăng. Còn đối với thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp đà duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 623 USD trên tấn. Giá gạo loại 25% tấm dao động ổn định quanh mức 608 USD trên tấn. Với mức giá này, hiện giá gạo xuất khẩu Việt Nam đang gia tăng cách biệt so với gạo Thái Lan khi cao hơn 42 USD trên tấn loại 5% tấm và cao hơn 75 USD trên tấn đối với loại 25% tấm. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, sau khi giảm vào đầu tháng 10, giá gạo xuất khẩu tăng trở lại do nhu cầu mua tại các thị trường châu Á, châu Phi tăng lên. Đặc biệt là tuyên bố mới đây của chính quyền Indonesia về việc cần mua thêm đến 1,5 triệu tấn gạo từ nay đến cuối năm. Tính đến hết tháng 9/2023, tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Indonesia đạt 884.177 tấn, trị giá 462 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là giá lúa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giá lúa tại khu vực Kiên Giang như sau: IR50404 8.000 đến 8.200 đồng một ký, OM380 8.000 đến 8.200 đồng một ký, Đài Thơm 8 7.900 đến 8.200 đồng một ký, OM5451 7.800 cho đến 8.100 đồng một ký, OM18 dao động từ 7.900 cho đến 8.200 đồng một ký, Nàng Hoa 9 dao động từ 8.200 cho đến 8.400 đồng một ký, RVT 8.000 đến 8.200 đồng một ký, DS1 8.200 đến 8.400 đồng một ký, ST21 8.100 đến 8.300 đồng một ký, ST24, ST25 8.400 đến 8.600 đồng một ký, OM2517 7.800 cho đến 8.000 đồng một ký, và sắc min có mức giá dao động từ 7.900 cho đến 8.100 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực An Giang như sau: Đài Thơm 8 7.900 đến 8.200 đồng một ký, OM18 7.900 đến 8.100 đồng một ký, Nàng Hoa 9 8.200 đến 8.300 đồng một ký, IR504 7.900 đến 8.100 đồng một ký, OM5451 8.000 đến 8.200 đồng một ký, Nếp khô Long An dao động từ 9.200 cho đến 9.400 đồng một ký, Nếp tươi An Giang dao động từ 6.300 đến 6.400 đồng một ký, Nếp khô An Giang 9.100 đến 9.200 đồng một ký, gạo nguyên liệu 12.650 đến 12.700 đồng một ký, gạo thành phẩm 14.650 đến 17.750 đồng một ký, tấm 12.500 đến 12.600 đồng một ký, cám 7.100 đến 7.250 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau như sau: Tài Nguyên 7.800 đến 8.000 đồng một ký, Đài Thơm 8 7.900 đến 8.200 đồng một ký, IR50404 7.900 đến 8.200 đồng một ký, OM4900 8.000 đến 8.200 đồng một ký, OM5451 7.800 cho đến 8.100 đồng một ký, và OM18 dao động từ 8.000 đến 8.200 đồng một ký, Nàng Hoa 8.300 đến 8.500 đồng một ký, RVT 8.200 đến 8.400 đồng một ký, ST24 8.100 đến 8.300 đồng một ký, ST25 dao động từ 8.400 cho đến 8.500 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Sóc Trăng và Tiền Giang như sau: Đài Thơm 8 7.900 đến 8.200 đồng một ký, IR50404 7.900 đến 8.200 đồng một ký, OM4900 7.900 đến 8.200 đồng một ký, OM5451 7.800 đến 8.100 đồng một ký, OC10 7.900 đến 8.100 đồng một ký, OM380 7.800 đến 8.000 đồng một ký, lúa Tài Nguyên 7.900 đến 8.100 đồng một ký, RVT 8.000 đến 8.200 đồng một ký, VNR20 7.800 đến 8.000 đồng một ký, ST24 8.300 đến 8.500 đồng một ký, Chacmin 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Trà Vinh và Vĩnh Long: IR50404 7.900 đến 8.200 đồng một ký, Đài Thơm 8 8.100 đến 8.300 đồng một ký, OM5451 7.800 đến 8.100 đồng một ký, và OM18 dao động từ 8.100 cho đến 8.300 đồng một ký.
Giá lúa tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang OM380 8.000 đến 8.200 đồng một ký, IR50404 7.900 đến 8.100 đồng một ký, nàng hoa chín 8.300 đến 8.500 đồng một ký, đài thơm 8 dao động từ 7.900 đến 8.200 đồng một ký, OM5451 dao động từ 7.800 cho đến 8.100 đồng một ký, OM4218 8.000 đến 8.200 đồng một ký, ST21 8.100 đến 8.300 đồng một ký, ST24, ST25 8.400 đến 8.600 đồng một ký, Jasmine 8.000 đến 8.200 đồng một ký, Saponica dao động từ 7.600 cho đến 7.800 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Đồng Tháp và Long An như sau: OM380 8.000 đến 8.200 đồng một ký, IR50404 8.000 đến 8.200 đồng một ký, đài thơm 8 7.900 đến 8.200 đồng một ký, OM5451 7.900 cho đến 8.100 đồng một ký, OM18 dao động từ 8.000 cho đến 8.200 đồng một ký, nếp tươi Long An dao động từ 7.300 cho đến 7.500 đồng một ký, Jasmine 8.100 đến 8.200 đồng một ký, ST25 8.200 đến 8.400 đồng một ký, nàng hoa chín 8.300 đến 8.500 đồng một ký, OM4900 8.200 cho đến 8.300 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Tây Ninh như sau: OM576 8.000 đến 8.200 đồng một ký, IR504 8.000 đến 8.200 đồng một ký, đài thơm 8 8.100 đến 8.300 đồng một ký, OM5451 7.900 đến 8.100 đồng một ký, OM6976 7.900 đến 8.100 đồng một ký, OM4900 8.200 đến 8.300 đồng một ký, OM4218 dao động từ 7.900 cho đến 8.100 đồng một ký. Tại chợ lẻ, gạo sắc minh 16.000 đến 18.500 đồng một ký, gạo thường 12.000 đến 14.000 đồng một ký, gạo sóc thường 16.000 đến 17.000 đồng một ký, nếp ruột 16.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo lần nhen 26.000 đồng một ký, gạo thơm thát dài 18.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo hương lài 19.500 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng một ký, gạo sóc thái 18.500 đồng một ký, nàng hoa 19.000 đồng một ký, gạo nhật 22.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký, cám dao động từ 8.500 cho đến 9.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.